nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn thân mến, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người mù từ lúc mới sinh ra. Chỉ nhờ lời kêu lên Thiên Chúa, lạy Chúa xin rủ lòng thương tôi, và Chúa đã nhận lời và chữa cho anh ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng bị mù cách này hay cách khác, xin cho Ngài mở mắt chúng ta ra, mở miệng, mở tai chúng ta ra để nhìn lên Chúa và Chúa nhìn thấy cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, Con Vua David, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy Con Vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em thân mến, không biết có ai ở đây chúng ta đã có những cơ hội để tiếp xúc, nói chuyện hoặc là làm việc hoặc là ở với những người khiếm thị. Con thì được 2 năm làm việc mục vụ với máy ấm Thiên Ân ở Tân Hương, một cái máy ấm mà nơi đó có nuôi và giáo dục dạy cho các em khiếm thị. Và thực sự cái thời gian được làm việc, nói chuyện, thậm chí có một cơ hội được ở lại với các em nữa, thì mới khám phá ra được thế giới của những người khiếm thị là như thế nào, rất là thú vị. Có một lần con tới thì thấy các em đang chụm đầu nhau vào cái màn hình TV, đang coi phim phấn khởi lắm, với lại và hỏi các em là đang xem phim gì đấy. Thì lúc này các em mới quay ra thi nhau, chăn nhau kể phim này phim nọ, kể về nhân vật này nhân vật nọ. Có một em nói rằng: Con ghét cái con này lắm, con này nó dữ lắm, nó ác lắm. Còn con kia dễ thương kìa. Hỏi: Tại sao biết hay thế? Nghe là biết hết. Chỉ cần nghe giọng của từng nhân vật trong bộ phim thôi thì biết họ là người tốt hay người xấu, họ đẹp hay họ xấu. Rồi đối với những người khiếm thị thì họ có một cái điểm này, đó là khi mình tiếp cận với họ từ đằng xa thì ngay từ đằng xa chúng ta cần phải gây ra tiếng ồn, gây ra tiếng động để họ có thể nghe, để họ biết rằng đang có người đang đến gần mình. Chứ có một lần con đứng chơi trò ú tìm với họ, là mình cứ mon men mình đi lại gần một cách thân lặng, đứng ngay sau lưng họ giống như kiểu hù họ cả đấy, thì họ không có vui lắm và họ tức giận. Sau này con khám phá ra được với những người khiếm thị cần phải báo cho họ biết trước rằng chúng ta đang đến với họ, để họ biết rằng là có người đang đến với họ, để họ chuẩn bị, để họ chào đón, để họ có thể mừng vui. Rồi cũng gần đây cũng có một nhóm các em khiếm thị đến nhà con đang ở thì ăn cơm với nhau. Thì có một em mới đi Mỹ về thì mới hỏi em, mới kể chuyến đi Mỹ có như thế nào, thì em mới kể đủ sự trên trời, đi thăm chỗ này thăm chỗ kia đẹp lắm, thậm chí còn đi thăm Disneyland, rồi
hỏi là có gì ấn tượng không, thì em bảo khi mà đi ra nước ngoài thì cái điều quan tâm đầu tiên của em đó là thức ăn có ngon hay không, còn cảnh đẹp hay không không quan tâm. Rất là dễ thương. Chúng ta thấy những người khiếm thị như vậy, họ sử dụng tất cả những cái giác quan còn lại để họ giao tiếp, để họ được nối kết với thế giới, để họ được nối kết với những người khác. Bởi vì đó là cái nhu cầu được nhận biết và nhu cầu để biết người khác, nhu cầu được yêu thương và nhu cầu để yêu thương người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy anh chàng mù, anh ta dùng hai cái giác quan rất quan trọng để được Chúa Giêsu chú ý. Đó là thứ nhất, đó là đồi tài. Anh ta nghe rằng là có ông Đức Giêsu thành Nazareth đang đi ngang qua đây. Ông ta nghe, chắc là ông ta nghe lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi nghe ngóng coi là khi nào Chúa Giêsu đi ngang qua. Hằng ngày, thưa quý bà và anh chị em thân mến, hằng ngày ông ta ngồi ở đó không chỉ là ăn xin đâu. Tất nhiên phải ăn xin, có tiền mới sống được. Nhưng mà con nghĩ quan trọng hơn hết đó là ông ta ngồi đó để lắng nghe. Có thấy gì đâu, nghe, nghe coi Chúa Giêsu có đi ngang qua đó không. Nếu như giả sử như ngày hôm đó mà ông ta lơ là, ông ta không lắng nghe, hoặc là ông ta đang nghe headphone nghe nhạc headphone. Bây giờ thời buổi công nghệ ngày hôm nay chúng ta thấy đi ngoài đường, nhiều người đâu muốn nghe gì đâu, nghe headphone, nghe nhạc, để rồi đôi khi lại không nghe tiếng của những người mà chúng ta gặp gỡ ở trên đường. Thì anh chàng mù này nhờ lắng nghe như vậy đã nhận biết ra được Chúa Giêsu đang đi ngang qua đây. Rồi anh ta sử dụng một cái món quà khác mà Chúa ban cho anh ta, đó là cái miệng. Lúc này anh ta mới la to lên, bởi vì có muốn chạy lại gần Chúa Giêsu cũng không được, có thấy gì đâu. Ông ta la to lên, và thậm chí la lên hai lần, dù bị các môn đệ mắng rằng là im đi, anh ta vẫn gào thét lên. Nhờ vậy mà Chúa Giêsu đã chú ý, đã nhận ra anh ta. Và rất đơn giản, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và anh chàng mù Bartimê, Chúa chỉ hỏi anh ta muốn gì. Tất nhiên anh ta muốn được thấy, và anh ta đã được cứu chữa. Kính thưa quý bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta cũng biết rằng chúng ta bị mù cách này hay cách khác. Vậy thì là một người Kitô hữu, làm thế nào để chúng ta không bị mù? Thứ nhất, có ba điểm. Điểm thứ nhất đó là chúng ta hãy biết nhìn lên Thiên Chúa, đặc biệt những lúc chúng ta gặp khó khăn, đặc biệt những lúc chúng ta đang sống trong những cái khủng hoảng của đức tin. Anh chàng mù đã biết nhìn lên Thiên Chúa để rồi được cứu chữa. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần phải biết nhìn lên Thiên Chúa. Nhìn lên Thiên Chúa là sao, thưa quý bà và anh chị em thân mến? Đó là chúng ta hãy biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực thi. Nhìn lên Thiên Chúa là sao, quý bà và anh chị em thân mến? Đó là chúng ta siêng năng tham dự các bí tích của giáo hội, tất cả những công việc thiêng liêng đó, để chúng ta nhận được những cái ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Điều thứ hai, để chúng ta không bị mù thì chúng ta cần phải biết nhìn lại chính bản thân mình. Trong số các động vật thì chỉ có mỗi con người là biết soi gương thôi, quý bà và anh chị em thân mến. Chúng ta soi gương không phải chỉ để làm đẹp đâu, mà để biết nhìn lại chính bản thân mình xấu tốt như thế nào trong tâm hồn của mình. Chúng ta cần biết nhìn lại chính bản thân mình, hay còn gọi là biết ăn năn sám hối. Một nhà thần học nói rằng một trong những ơn quý lắm mà con người chúng ta có được đó là ơn nước mắt, phúc cho những ai đã từng khóc và phúc cho những ai đã khóc nhiều lần, đặc biệt những lần mà chúng ta khóc bởi vì chúng ta ăn năn sám hối, bởi vì chúng ta cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Và điều thứ ba đó là chúng ta biết nhìn những anh chị em xung quanh mình, đó là những người đang sống gần với chúng ta, đó là những người đang gặp khó khăn, đó là những người đang buồn sầu. Tức là chúng ta biết đồng cảm với những người khác. Chúng ta không có sống thờ ơ, không có sống vô cảm, để rồi
cái người ngồi ngay kế bên mình đang gặp những khó khăn, đang gặp những chuyện buồn phiền mà mình thì cứ vui phơi phới, tưởng như không có chuyện gì. Chúng ta không nhắm mắt làm ngơ. Đó là ba cái điều mà chúng ta cần phải nhìn thấy để rồi chúng ta không bị mù là một người Kitô hữu. Một câu chuyện xảy ra ngay trước Thế chiến thứ hai thôi. Đó là có một người đàn ông mang vợ mình tới vào một cái bệnh viện công giáo, tại vì vợ sắp sanh đứa bé đầu tiên. Thì khi vào trong phòng như vậy thì nhìn lên thấy có một cây thánh giá, thì ông ta rất là tức giận. Ông ta nói với cô y tá rằng là hãy tháo bỏ cái cây thánh giá đó xuống, bởi vì tôi không muốn đứa con của tôi khi vừa mới sinh ra là thấy cái ông Giê-xu này bị treo trên cây thập giá, không thể nào chấp nhận được. Bởi vì ông ta là một người vô thần. Và cô y tá đã bỏ cây thánh giá đó xuống. Và sáng hôm sau khi đứa bé nó sanh ra, ông ta tới, ông ta hỏi thăm đứa bé như thế nào, thì cô y tá nói rằng nó rất là khỏe, chỉ có một điều là nó không nhìn thấy được. Ông ta nói rằng tốt, nó không thấy được cái ông Giê-xu đó. Tôi, ý của tôi muốn là như vậy. Nhưng mà cô y tá nói rằng không, nó bị mù ngay từ mới lúc sinh ra. Kính thưa quý bà và anh chị em thân mến, không phải Thiên Chúa phạt chúng ta đâu, nhưng bởi vì chỉ là do lòng ý muốn của mỗi người chúng ta thôi. Chúng ta có mắt nhưng chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta cũng chả thấy gì hết. Chúng ta có đôi tai mà chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta cũng chẳng nghe gì hết. Chúng ta có cái miệng mà chúng ta mỗi lần mở miệng ra là nói những lời chia rẽ, những lời xấu xa, thì coi như chúng ta là những người câm, người đủ, người mù và người bị điếc. Xin cho mỗi người chúng ta nhìn lên Thiên Chúa để rồi Ngài chữa cho chúng ta khỏi bị mù.